Ok rồi, xin chào anh em. Và tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Xong nhá, bây giờ bắt đầu này. Đầu tiên chúng ta sẽ xem một số cái triệu chứng điển hình của bệnh tai xanh mãn tính là như thế nào để chúng ta có một cái bức tranh tổng quát về đàn heo nhá. Thì đây tôi sẽ chiếu hình ảnh ngay bây giờ. Đầu tiên trên con heo tai xanh mãn tính ấy, thì các bạn để ý rằng nào, bệnh tai xanh mãn tính trên heo lái là xuất hiện viêm kết mạc mắt, tức là trên kia kết mạc mắt của con heo này này, nó bị gọi là viêm tuyến lệ, nó chảy đến đây rất bẩn ở dưới này. Các bạn nhìn nó chảy rất bẩn ở dưới cái tuyến lệ này nhá, nó chảy rất bẩn ở dưới tuyến lệ này. Sau đấy thì nếu mà các bạn đem các bạn dùng các bạn gọi là gì nhỉ, các bạn dùng đây các bạn nhìn đây, ở đây là mặt con heo rất bẩn đúng không, nó giờ bẩn như là chưa rửa mặt đấy. Thì nếu mà các bạn đưa cái bàn chải, các bạn đánh sạch cái mặt của con heo đi, thì một tuần sau nó lại bị trở lại bình thường. Tại vì sao? Tại vì các bạn nhìn thấy ở đây nó viêm cái mảng mắt mà đúng không, nên là dịch nó sẽ chảy từ mắt ra. Thì với cái trường hợp này người ta gọi là viêm tay xe, gọi là viêm kết mạc mắt nhá, gọi là viêm kết mạc mắt này. Sau đó thì với những đàn heo mà nó bị viêm kết mạc mắt như này thì con heo con theo mẹ đẻ ra có thể nó rất đẹp, nó rất hồng hào, nó rất ngon, nhưng cứ cai sữa ra một phát thì khoảng tầm 6 đến 10 tuần tuổi là nó phức hợp hô hấp, và lúc này điều trị nó cực kỳ khó. Nên là thời gian gần đây tôi nhìn thấy khá nhiều trang trại đã đặt câu hỏi cho tôi là tại sao heo nó lại hay bị glasser thế, tại sao heo nó lại bị chết đột tử thế, và tôi đã giải quyết cho khá nhiều trang trại để giải quyết những cái vấn đề này. Tại vì các bạn biết rằng những cái bệnh liên quan đến heo đa số là nó do kế phát từ tai xanh thôi, còn con tai xanh nó chỉ gây chết khoảng tầm 39% thôi, đa số nó chết do kế phát mầm bệnh vật nuôi. Thế thì trở lại cái bức ảnh số 1, đây là triệu chứng số 1 của tai xanh mãn tính nhá. Triệu chứng số 1 thì em đến triệu chứng thứ hai. Các bạn nhìn này, heo lái ấy, thì nó có hiện tượng là da bờn bờn trắng nhá, heo lái là da bờn bờn trắng này. Heo con thường thường nó sốt và nó nằm trên bụng mẹ đó. Thế tại sao nó gây ra hiện tượng này? Tại vì các bạn hình dung là nếu mà một con heo con ấy mà nó khỏe mạnh nhá, heo lái mà nó khỏe mạnh ấy, thì thông thường là da của nó sẽ hồng hào bóng mượt như là con lợn thịt ấy. Tuy nó hơi sơ sơ lông nhưng mà cái da của nó phải hồng hào bóng bẩy, chứ nó không có trắng trắng bần bợt như kiểu thiếu máu như này. Tiếp theo này, heo con theo mẹ nó bị viêm cái mảng mắt và nó sốt, nó có hiện tượng hay nằm trên bụng mẹ đó, và đây là một cái triệu chứng điển hình của bệnh tai xanh mãn tính. Tiếp tục này, các bạn nhìn ở đây, đây là điển hình của triệu chứng là viêm kết mạc mắt của heo con nhá. Thì các bạn nhìn đây này, nó viêm kết mạc mắt và nó chảy tuyến lệ đen đen thì xì đây. Nên là các bạn nhìn đàn heo của chúng ta, heo thịt đấy, mà ở cái tuyến lệ này nó cái đen thì xì này, thì một là nó bị dịch tả cổ điển nhá, hai là liên quan đến tai xanh mãn tính. Thì trong cái trường hợp này các bạn phải trị dứt điểm nó, nếu không thì con heo nó sẽ rất là cái là kém nhá. Ví dụ nó kế phát viêm kết mạc mắt này rồi là chân voi này, lông xù đúng không, nó rất nhiều phức tạp, rất nhiều bệnh. Tiếp tục này, heo con bị sốt hoặc tiêu chảy do tác động của PVRS, nó cứ làm chồng đồng với nhau như này, tiêm mãi nó không khỏi được nhá, các bạn yên tâm trong cái trường hợp này tiêm nó không khỏi đâu. Rồi ok, tiếp tục này, đây là sang bệnh viêm da tiết dịch rồi nhá. Thì đấy là một số cái triệu chứng điển hình của bệnh tai xanh mãn tính ở trên heo. Ở ngoài ra các bạn thấy rằng là con heo thịt ấy nó đang ăn uống ngủ nghỉ bình thường, tự nhiên ngày mai kém ăn bỏ ăn không rõ nguyên nhân, thì nó do vấn đề là một yếu tố nào đấy nó tác động vào cơ thể của nó, ví dụ như sốt virus hoặc là một vấn đề gì đấy, hoặc là một vấn đề gì đấy, nhưng mà ở đây thì tôi không biết nó là cái gì. Tuy nhiên thì các bạn cần phải nắm được ấy là khi mà mình chẩn đoán mà mình không tìm ra được bệnh gì thì mình cứ cho cứ quy hoạch nó ấy nhá, cứ quy hoạch nó sang thành ấy thôi, quy hoạch nó sang thành mình cứ gọi là bệnh tai xanh mãn tính này cơ, hoặc là bệnh sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân. Thì cái cách điều trị cái bệnh này như thế nào, thì tôi có đưa một vài cái phương pháp để cho các bạn điều trị bệnh tai xanh mãn tính hoặc là những cái bệnh liên quan đến sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân. Thì đầu tiên ấy, các bạn để ý này, con vật khi mà nó bị tác động bởi virus hoặc là vi khuẩn nhá, thì nó có hiện tượng, tôi vẫn nói là sưng nóng đỏ đau đúng không? Con heo nó sốt thì nó mới không ăn. Một là nó người nó bí bách, thứ hai là nó sốt thì nó không ăn. Thì việc đầu tiên trong tất cả các ca điều trị vật nuôi
châu bò lợn gà dê cừu. Thì việc đầu tiên ấy mình phải sử dụng như sau này. Ở trên tay xem chị đây là có cái gì nhỉ? Ở bây giờ tôi có hai cái loại thuốc này để anh em có thể lựa chọn về để sử dụng này. Loại thuốc số 1 là các bạn có thể sử dụng thuốc tiêu viêm hạ sốt giảm đau bằng dạng thuốc nhá. Đấy, trên tay Xuân Trịnh đây là có hai loại trên tay Xuân Trịnh đây có hai loại thuốc này các bạn nhìn này. Thứ nhất đấy là trên tay Xuân Trịnh đây có hai loại thuốc, một là cái gì đây? Cái Casanoan nhá, một là cái Casanoan, đây là thuốc trợ sức trợ lực chưa? Của công ty Big Boss. Thứ hai là cái Dipyrone 50%. Các bạn đã nghe rất nhiều lần tôi giới thiệu cái Dipyrone 50% rồi đúng không? Cái Dipyrone 50% này là thuốc tiêu viêm hạ sốt giảm đau. Thì việc đầu tiên con heo ấy mà nó kém ăn, nó bỏ ăn, nó sốt ấy, thì mình phải tiêm thuốc tiêu viêm hạ sốt giảm đau cộng với là thuốc bổ đúng không? Thì đây là một cái cặp thuốc các bạn có thể dùng tiêm mũi đầu tiên này. Tiếp theo này, hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái thuốc tên của nó là trợ lực cấp tốc đấy, các bạn nhìn đâu, trợ lực cấp tốc nhá, cái chai trợ lực cấp tốc này đó. Mình đưa về mình tiêm cho nó một mũi đầu tiên cho nó ăn trở lại đã, con heo nó phải ăn trở lại đã, xong mình làm gì mình mới làm. Thì lúc này tôi có nói với các bạn một cái thuật ngữ, đó chính là thuốc tiêu viêm. Các bạn nhớ rằng là ở trong thuốc điều trị vật nuôi ấy, nó có hai loại để có thể tiêu viêm. Một là thuốc tiêu viêm, chính là cái Dipyrone 50% mà tôi nói với các bạn này. Đây nó là không phải là kháng sinh nhưng nó là thuốc tiêu viêm. Ví dụ như Chitmosin, ví dụ như là Dipyrone, ví dụ như là rất nhiều thuốc nó có tác dụng tiêu viêm được chưa? Đấy là thuốc tiêu viêm. Thứ hai là kháng sinh kháng viêm. Cái Cepmax này tôi đã nói với các bạn rất nhiều rồi, thành phần của nó là Ceftifur kết hợp với Gentamicin kết hợp với là acid clavulic và kết hợp với một vài cái bí quyết tuyệt vời của bên công ty thuốc Big Box ở chỗ Trịnh đang đưa ra thị trường. Thế thì mình sẽ kết hợp cái cách tiêm như thế. Đầu tiên mình tiêm thuốc bổ hạ sốt, sau đấy thì mình tiêm Cepmax nhá. Mình tiêm Cepmax thì nó sẽ làm cho con heo nó ăn trở lại bình thường. Và sau khi con heo nó ăn trở lại bình thường ấy thì mình sẽ để ý là khi mà nó bỏ ăn không rõ nguyên nhân, ví dụ nhá, mà nó bỏ ăn không rõ nguyên nhân thì mình có thể dùng Cepmax là ok rồi. Nhưng trong trường hợp nó bị viêm phổi dính sườn thì mình cũng dùng Cepmax. Trong trường hợp nó bị tụ huyết trùng mình cũng dùng Cepmax. Trong trường hợp nó bị Glaser mình cũng dùng Cepmax. Nhưng tuy nhiên ấy, nếu mà con heo của chúng ta mà nó lại bị cái bệnh liên quan đến Blantidium ấy, tức là tôi chiếu cho anh em xem cái hình ảnh Blantidium nhá. Nó kế phát sang cái bệnh nào thì chúng ta sẽ điều trị bệnh đấy. Một số cái bệnh kế phát ở trên vật nuôi này. Ví dụ bây giờ nhá, nếu mà nó kế phát sang phổi dính sườn. Thì mình phải sử dụng Cepmax và Dipyrone là đương nhiên rồi. Triệu chứng của viêm phổi dính sườn là như thế nào? Triệu chứng của viêm phổi dính sườn là con heo nó ngồi như chó ngồi này, các bạn thấy không? Giống chó ngồi chưa? Ngồi như chó ngồi này, yeah. Vừa ho, mũi thò lò, bụng hip hop. Đây là trường hợp của bệnh phổi dính sườn nhá. Mũi thò lò, bệnh hip hop, đây là trường hợp phổi dính sườn. Đấy, thì cái triệu chứng của phổi dính sườn thì các bạn ngày trước các bạn mổ khám ra các bạn thấy nó bị áp xe đường cong bề mặt phổi đúng không? Thông thường ấy, ví dụ một số cái bệnh như là sơ cơ virus ấy, thì nó viêm kẽ phổi này. Nhưng mà với cái bệnh liên quan đến phổi dính sườn thì nó bị viêm phổi màng phổi ấy, là nó bị áp xe cái bề mặt phổi ngay cái đường cong này. Khi con heo nó ho mạnh ấy thì nó rất đau nên là cái sườn nó cứ rướn người như này, thậm chí lúc nó chết thì máu mồm máu mũi nó tụt ra ngoài, tại vì các bạn để ý này là cái áp xe bề mặt phổi đúng không, thế nào nó bị gọi là xuất huyết ở trong những cái tế bào phế lang đấy thì máu nó chảy ra là đương nhiên rồi. Ngoài ra còn rất nhiều triệu chứng khác của phổi dính sườn, ví dụ cái trường hợp này là trường hợp mà cũng là người ta cũng quy hoạch về phổi dính sườn hoặc Glaser đấy. Đấy là nó kế phát sang liên quan phổi dính sườn nha. Ví dụ nha, nếu mà nó kế phát sang bệnh Blantidium thì mình lại phải dùng thuốc đặc trị chứ không phải là cứ một thuốc mà điều trị được đúng không? Tôi ví dụ như trong cái trường hợp mà con heo nó bị cái bệnh Blantidium như thế này thì ở trong ruột của nó xuất hiện những cái nốt bã đậu ngược như này thì chúng ta phải dùng thuốc nào? Trong trường hợp Blantidium này các bạn nhìn thấy phân của nó là có hiện tượng phân vàng vàng xám này, ruột của nó xuất hiện những cái bã đậu này mọc ngược.
đấy, cái này bị sơ cơ virus rồi. Thì bắt đầu trong cái trường hợp mà heo bị Brantidum này thì chúng ta lại dùng cái bộ thuốc như sau này. Nếu mà trường hợp mà con heo nó kế phát sang Brantidum thì chúng ta lại dùng thuốc có thành phần như sau. Mình sẽ lấy cái Gentilofor này nhá. Nhớ này, Gentilofor nó có chữ for nhá, được chưa? Thứ hai là S1-chisun, mình đem hai cái này mình đấu lại với nhau. Mình đấu và mình pha lại với nhau là Gentilofor với S1-chisun để mình điều trị cái bệnh liên quan đến Brantidum. Và có rất nhiều ông cũng hay cãi nhau với tôi, tại vì bảo là ông Trịnh ơi, tại sao ông đấu thuốc linh tinh vậy. Thì tôi xin chia sẻ với anh em ở đây ấy, mỗi người nó sẽ có một cái trải nghiệm, mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng, đúng không? Tuy nhiên đây là trong cái việc mà nguyên tắc là nguyên tắc, khoa học là khoa học, cái đấy tôi không phản bác. Và tôi là một trong những người nghiên cứu về tất cả những cái quy trình sử dụng thuốc và vaccine này, tôi nghiên cứu cả về nguyên tắc phối hợp kháng sinh khá kỹ. Tuy nhiên là anh em hình dung nào, khi mà con vật nuôi nó bị bệnh ấy, thì không bao giờ nó bị một thứ bệnh đâu. Ngày xưa cái phương pháp ngày xưa anh em hay đấu cái pelimistep rồi đấu mình cái lằng nhằng ấy, bây giờ làm gì còn hiệu quả nữa. Nên là quan trọng nhất với cá nhân tôi ấy, là tôi đầu tiên tôi sẽ đưa ra cái mục đích hướng tới của tôi là điều trị khỏi bệnh cho vật nuôi. Điều số 2 tôi hướng đến đó chính là ví dụ trên con lợn nó ghép giữa Brantidum với là viêm hồi tràng thì mình dùng thuốc như thế nào. Giả sử mình dùng mỗi là Gentinofor thì nó chỉ điều trị được những bệnh liên quan đến gram âm hoặc là bệnh viêm hồi tràng thôi. Tuy nhiên nếu mà nó ghép cả con Brantidum, giống như hôm qua tôi vừa nói với các bạn, qua tôi nói với mấy bạn mà mấy bạn cười đấy, gọi là với cái bộ môn cứt học ấy, nhờ nói cứt học nó hơi buồn cười một tí, nhưng mà với tôi làm thú y thì tôi chẳng ngại cái vấn đề cứt học hay là thật học, được chưa? Thế thì hôm qua tôi nói với các bạn là trong một cái ca bệnh nó khá phức tạp, nó không phải là chỉ có mỗi liên quan đến một bệnh thôi. Giả sử đây các bạn nhìn thấy với cái đánh giá tiêu chuẩn nhá, với cái đánh giá tiêu chuẩn như này thì các bạn nhìn này, trong cái giai đoạn mà heo từ lúc mà không ngày tuổi đến lúc mà 24 tuần tuổi nó xuất bán ấy, thì các bạn thấy mỗi một giai đoạn ấy nó sẽ có cái sự lưu hành của các con vi khuẩn khác nhau. Tôi ví dụ như là từ 0 đến 30 ngày nó cái phân nó trắng trắng như này thì nó có sự lưu hành của E. coli, Salmonella và thậm chí cả Brantidum nữa. Thế thì bây giờ nếu mà không sử dụng thuốc kết hợp ấy, thì còn lâu mới điều trị được. Nên là tôi mới vẫn nói rằng là bộ môn cứt học là bộ môn cực kỳ ngon luôn. Nếu mà ai mà nghiên cứu chuyên sâu về nó thì giúp cho anh em có thể là tạo ra sự khác biệt rõ ràng ở trong ngành thú y này. Thì với từng giai đoạn cái kiến thức nó sẽ khác nhau và nó kế phát sang cái bệnh khác nhau, và quan trọng nhất mục tiêu cuối cùng là các bạn phải điều trị dứt điểm khỏi đàn heo, chỉ thế thôi. Nếu mà không điều trị dứt điểm đàn heo, ông cứ đấu thuốc rời, ông cho tắm trong thuốc mà nó không khỏi thì ông bị chửi ngay. Thì nha, tôi nói thật mẹ, bây giờ nếu nha mà tiến sĩ mà đi chữa không khỏi vẫn bị chửi bình thường, còn tôi là dân đen nha, tôi đi chữa, tôi giúp dân của tôi còn chẳng quan trọng mấy cái liên quan đến khoa học, gọi là liên quan đến cái chính thống hay cái gì thống cả. Tôi chỉ quan tâm đến một cái thôi, đó là trải nghiệm của tôi. Nên là mọi thứ trong cuộc đời này tôi chỉ tin ở cấp độ trải nghiệm. Có những thứ mình nhìn thấy ấy, các ông xem phim nhiều đúng không? Có những cái tình huống nó chỉ có trong phim nó mới có thôi. Nó có những cái tình huống chỉ có trong phim nó mới có, nên làm gì ở đời thực nó có. Nên là cái niềm tin của con người nó là một trong những niềm tin vô cùng quan trọng. Nếu mà mình không biết tin vào bản thân mình không biết trải nghiệm, mình không biết nhìn ấy, thì còn lâu anh em mới đúc rút ra được những cái điều tuyệt vời. Và thực sự là trước đây khi mà tôi kinh doanh thú y ấy, tôi đã từng thất bại sấp mặt. Nguyên nhân chẳng phải nguyên nhân nào, nguyên nhân duy nhất là mình ảo quá, đúng không? Mọi người khuyên mình, mọi người nói mình chưa trải nghiệm, mình không tin. Thế này cuối cùng mình cứ làm nó càng sai thì cuối cùng chết. Tí nữa là anh em không gặp tôi ở trên mạng đâu, tại vì sau khi vỡ lợ có khi thì trốn đi làm nghề khác, thì không còn thú y đâu. May quá mình vẫn yêu nghề, thế nên là mình mới thay đổi chiến lược, thay đổi cách làm. Thế bây giờ mình ngồi đây quăng quật rồi là cứt học các thứ như thế này ấy. Ok nha, tiếp tục này. Trở lại cái nội dung của lúc đầu tiên livestream, là với cái bệnh tai xanh ở trên heo ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phác đồ thích hợp để chúng ta điều trị làm sao cho nó có hiệu quả. Thì
Khi mà con heo nó bỏ ăn không rõ nguyên nhân thì mình vẫn chưa theo triệu chứng là sưng nóng đỏ đau, được chưa? Sưng nóng đỏ đau thì tiêm hạ sốt thuốc bổ, sau đấy tiêm kháng sinh. Thì đây, cái cặp thuốc mà anh em cần phải có trong nhà nhé. Bất kỳ một người nào nuôi heo này, anh em nhớ này, bất kỳ một người nào chăn nuôi heo lên chuẩn bị cho mình trong nhà nha, sẵn một cái bộ này này. Cái bộ này không bao giờ thừa, được chưa? Sepmax cộng Diviron cộng Casanan, bộ này chắc chắn nếu mà chăn nuôi heo không thể thiếu được. Tại vì sao? Thì khi con heo nó bị bệnh một phát là mình mang ra mình phải trịch ngay tức thì. Tại sao mình phải, khi con heo nó ốm rồi mới đi đặt hàng có mà chết. Nên là sau này nhá, tất cả những khách hàng của tôi ấy, khi mà đã nhờ Xuân Trịnh trợ giúp nhá, thì tôi sẽ khuyến cáo anh em là chuẩn bị sẵn thuốc ở nhà đi. Tại vì những cái cặp thuốc như là Sepmax cộng Diviron này là không bao giờ thiếu được à, anh em nhớ hình dung không? Không bao giờ thiếu được ở trong, không bao giờ thiếu được ở trong gia đình của chúng ta. Tại vì nếu mà thiếu cái bộ này ấy, mỗi một lần mà trâu bò lợn gà mà nó bị ốm ấy, thì bắt đầu đi mua xong về thì con vật của mình nó sẽ xe rùa hết rồi. Anh em còn nhớ cái thuật ngữ xe rùa không? Đó, ok, tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Anh em comment có nghe thấy không? Nếu không nghe thấy thì comment cho tôi điều gì đấy và chia sẻ cái livestream và ra phát này. Rồi, nhiều số 2 phết rồi. Cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn anh em đã comment để trợ giúp Xuân Trịnh. Mấy hôm trước đi miền Tây về mệt quá, hôm nay năng lượng nó mới phục hồi nguyên khí để livestream tiếp. Thế bây giờ nhá, thì cái cách điều trị tai xanh như thế rồi, nhưng mà tuy nhiên anh em để ý này. Sau khi mình tiêm thuốc rồi, con heo nó ăn trở lại bình thường rồi thì mình chỉ tiêm khoảng 3 ngày thôi. Còn lại những cái con mà nó không bị ấy, thì mình làm cách nào? Thông thường anh em rất là hời hợt cái vấn đề điều trị bệnh vật nuôi nhá. Khi mà anh em điều trị ấy, khi mà anh em điều trị bệnh vật nuôi ấy, thì anh em cứ nghĩ rằng con nào nó ốm thì mình tiêm, sau đấy không ốm thì mình không tiêm. Nhưng đấy là một điều cực kỳ sai. Những con ốm bỏ ăn thì mình mới tiêm, còn những con khỏe thì mình làm gì? Thì ở trên tay tôi là có hai cái thuốc. Số 1 đây này là cái Timicin 10% này. Cái này là kháng sinh đại thực bào nhá, chuyên dùng để kiểm soát tất cả những bệnh liên quan đến phức hợp hô hấp, ví dụ như là tai xanh. Cái thuốc này là một trong những thuốc có thể kìm hãm sự nhân lên của virus tai xanh, nhờ. Thuốc thứ hai là cái Apflu này. Thì anh em nhớ phải kiếm hai cái thuốc này về trộn cho heo ăn nhá. Định kỳ một tháng khoảng tầm 3 đến 5 ngày thì đàn heo của các bạn khỏe mạnh, ngon lành. Có rất nhiều người nghĩ rằng là ồ, bây giờ heo nó có ốm đâu, cần gì phải trộn thuốc. Đúng rồi, nếu mà nghĩ như thế cũng đúng, có sai đâu, đúng không? Làm gì có đúng có sai ở đây. Nó đúng, nhưng nếu mà các bạn muốn nó đúng hơn thì như sau này. Thông thường ấy, kháng sinh là để giảm áp lực mầm bệnh, đúng không? Thế nên là anh em cứ định kỳ một tháng nhá, định kỳ một tháng mình sẽ cho nó ăn khoảng tầm 3-4 hôm kháng sinh ấy. Thì thứ nhất nó sẽ làm giảm áp lực mầm bệnh tấn công vào vật nuôi. Thứ hai ấy, nó sẽ làm cho kích thích tăng trọng của vật nuôi. Tại sao tôi biết điều này? Tại vì với 13 năm kinh nghiệm của mình, tôi đã áp dụng khá thành công và rất nhiều lời rồi. Nên là hôm nay đem cái kiến thức này chia sẻ lại cho anh em, chia sẻ lại cho cộng đồng thôi.